9X đời đầu biết đến Chibu vì yêu mến nhan sắc trong trẻo ngây thơ và đáng yêu của cô. Tuy nhiên ai rồi cũng lớn và Chibu đã có một màn lột xác hoành tráng khi ngày càng thành công hơn với vai trò ca sĩ. Và kỹ năng nhảy cũng điêu luyện và sexy hơn. Hãy cùng ngắm siêu phẩm của gái ấy dành tặng cho fan trong dịp Giáng sinh này nhé. Chibu kể từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ có một cây thông Noel cho riêng mình. Những mùa Giáng sinh trước, cô chỉ treo một vòng nguyệt quế nhỏ ở phía sau cánh cửa. Cách đây mấy ngày, cô viết trên Facebook rằng muốn có một cây thông Noel. Ngay lập tức thì các fan của cô đã mang đến điều ước đó và cùng cô trang trí. Quá hạnh phúc với món quà đặc biệt, Chibu đã quay một đoạn clip để tặng fan. Trong clip, cô mặc một bộ đồ hóa trang đặc trưng của mùa Noel, nhưng theo phong cách sexy. Bước ra từ cây thông, Chibu nhảy nhót trên nền nhạc ca khúc Jingle Bell huyền thoại bằng những động tác rất gợi cảm và nóng bỏng. Fan có thấy phấn khích với siêu phẩm lần này của Chibu dành tặng cho mình không? Từ khi lớn sân sang ca hát thì Chibu cũng có nhiều thay đổi táo bạo về mặt phong cách. Cô thay đổi hình ảnh quyến rũ và cuốn hút hơn. Tuy nhiên thì người đẹp vẫn giữ được sự trẻ trung năng động vốn có của mình.